sao bồ. Hello mọi người. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình nha. Thì And his name is John C. Trời, bạn cắt lúa chưa? Cho mình cắt lúa rồi. Chia sẻ máy nha bạn. 85 cộng. Cùng con dê cộng nè. Dê cộng. Hello mọi người nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì bây giờ hôm tới cùng chuyện với cặp đôi hoàn cảnh. Nghĩa Xuân. Nghĩa Xuân. Nghĩa Xuân. Mỹ Xuân phải không? Gì? Nghĩa Xuân, Mỹ Xuân. Ok bạn, thì có cái này bữa nay cho cái này á, thì thật sự ra mình không có cho, tại mấy bạn suối, bạn kêu mình làm để đáp ứng nhu cầu của các bạn thôi. Các bạn thích thì mình làm thôi các bạn. Thì bữa nay mình có mua trà cho dành cho Nghĩa bạn, với lại mình còn nợ các bạn một chầu ăn 1 triệu cái súp với các bạn. Thì đó đi, từ từ, nói chung là vẫn có mà phải từ từ thôi. Thì dịch bệnh muốn thông cảm nha, ai cũng vậy thôi, chỗ nào cũng vậy thôi. Khi nằm hết giãn cách á, thì mọi người được bịch lại trở lại bình thường á, tụi mình sẽ bắt đầu mua đồ về ăn mừng làm ẩm thực thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ điện, kêu điện Nghĩa cái đi. Nghĩa. Cho nghe điện ba tao. Điện ông chú Ngục. Anh Neo kìa, anh Neo kìa. Anh Neo đâu trời. Điện thầy 2 tỉnh. Trời ơi. Bị đau yếm hả? Điện thầy 2 tỉnh rồi. Đầu tao béo giống đầu gì ta? Alo. Yeah. Đang làm gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Vậy gà tao nói cho mình. Hả, đang làm gì vậy? Ra nhà em chơi được không? Ngồi ra nha anh. Ra nhanh nhanh nha. Nãy giờ có mấy con chó ngoài sổ, đừng quan tâm đó. Ây da, ông nội nè, ông ngồi vô cái giò nãy giờ. Anh dám là. Trời, mà ông ngồi cái thước bản đó, nó la phải rồi. Ngồi cho mọi cái thước bản đi mà. Thôi mà. Tôi không ơi. Vô trong đi, cho giống đi, cho xin ngồi này đi. Chốt. Quẹo cái trời. Tôi ngủ không, không có cây thước bản coi như là phế. Ngủ gì mà cây thước bản lông không? A few moments later. Cảm ơn em đã thương anh. Anh em con nó chuyện hỏi. Anh sừng này. Dạ đúng rồi. Cho em. Dạ. Tình thương đó là tình em coi. Dạ. Vậy trời ơi, nó buồn quá à. Dịch mình dẫn hả? Chuyện gì vậy? Tối dẫn nhà, tối tới giờ đó mình dẫn mình không với nhau được. Chuyện gì vậy? Nói với bạn em, anh mà em coi chút thẳng qua rồi nói chuyện cho. Dài gái. Dài gái. Nghe em kêu bằng anh không? Em kêu bằng anh không? Là có chuyện nữa trời. Dạ. Trời cưới luôn hả? Trời anh ơi. Đúng rồi đó. Mình nói chuyện với nhau cũng 3 ngày đúng không? Em nghĩ là mình thiệt lòng với nhau đó hay mình cưới ha? Có nói nữa thì 3 ngày cứ đúng rồi, nói chuyện 3 ngày chắc là cũng là thiệt lòng với nhau rồi ha. 3 ngày mới mở mã à. Sao mà cái gì vậy? Dạ. Không, em đang đỡ cái ảnh qua. Dạ. Anh coi tôi như vô hình đi. Anh ngồi chơi đi anh. Để cái này anh cho ăn cơm chó vậy. Nè, uống nước trà đi, gần lát ảnh qua mình đi quay. Hả? Chuông ngấm luôn. Anh nghe kẽ rồi. Có gì đâu. Tao ngoài nói khơ khớ mà. Có gì đâu, có người nói nè. Nên coi như ai chết rồi nè. Mình nói chuyện riêng tư mà đúng không? Thì tối rồi đó cũng rảnh đó. Thì giờ đó mình con được mà. Con cứ bón rồi sáng ngủ luôn. Mình nói chuyện với nhau đâu có bao nhiêu là đủ đâu đúng không? Con đủ luôn. Tắm như con luôn. Dạ, anh ăn cơm chưa? Mày cơm mồm đi. Sao? Ba mẹ em hả?
ba ba ngồi đây nè. Đâu phải là đâu có đâu. Chứ tôi ra đây ngồi chứ gì cho con chó gì. Ngồi đỡ đi rồi nắng cảnh. Ghế không rồi. Kệ ghế kệ đó kệ. Tính tôi ngồi đây được không? Trời ngồi ngồi đi có gì đâu. Này uống nước trà đi anh. Cảm ơn. Nè, uống cái đầu bây giờ à. Dạ. Nói chuyện với trai đi. Dạ, đúng rồi. Anh đẻ chưa? Dĩ nhiên. Hỏi thăm sức khỏe rồi kiểu. À, anh có bị F0 hay gì không? Thế Sê-yô. Sê-yô là gì ta? Là tối nay vô hả? Tối nay vô hả? À, hồi nãy giờ 2-3 phút thôi mới gọi cho em nhớ quá nhớ thật sự. I miss you. Trời ơi! Trời ơi! Yeah. I miss you. Yeah, em biết rồi. I love you, Chukumo. Dễ thương lắm. Sao mặt nó chuyển nhỏ thôi? Lúc mà đi, gần lát đỡ mấy anh qua rồi mình quay. Mẹ kia chi ở đây, kia tao làm chó gì? Hồi nãy điện anh ra trễ rồi kia. Dạ. Không, em nói chuyện ở ngoài thôi anh. Không có gì đâu. Anh là nhất mà. Anh là nhất thì nó. Khoai, củ khoai có bự không? Khoai nhất là nhất không? Củ khoai là gì? Ủa, củ khoai vậy ta? Củ khoai. Ừ, ý nó khoai to. Ờ, à, khoai to. Dạ không. Thì nó khoai to nhưng mà. Bà, em đâu quan trọng đâu. Đúng rồi anh. Dạ. Ủa sao em cảm ơn anh nha. Chào ông. Anh này. Dẹo dẹo. Như gắn nhập hay gì? Dạ. Chết. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Anh thiệt sự tâm lý luôn á. Cái chuyện gì anh? Em không giữ vững tâm lý luôn á anh. Thôi là có không có ai hết. Thôi là em không sợ quá. Sẽ không biết ai đỡ. Nghe không? Ổn quá à. Không có ai mà chỉ nè. Anh Nghĩa này. Sao nó không có ai? Con mèo nó bưng cái gì á. Mà con làm lớn gì vậy anh? Con nghe động vật. Chứ thằng ra có mình ôm em thôi. Con mèo. Dạ em đánh mèo nó hư quá anh. Dạ. Nó ồn lắm. Dạ em tính đi. Làm gì? Tính đi cái gì? Tính đi cái đó cái gì? Dạ em nói chơi. Dạ con là nam nha. Bà gì bệnh à? Nó mà ồn cái nên thiếu đó. Trời ơi. Thiếu đi. Em coi nước hay múc nước gì đi. Cái rồi. Gì? Đỡ mình ảnh qua, sao ảnh lâu chứ hả? Ngoan đi quay đi bọng gì coi. Dạ không. Coi mình như nít gì kêu ở đây rồi nói chuyện chứ. Dạ. Đó, nghe chưa? Nghe không? Nghe không? Quất một cái. Ngộ trở như nhiên quá. Alo. Anh đang làm gì vậy? Nói chuyện anh kiếm gọi đi. Là làm gì vậy? Trời ơi, mèo này lớn quá anh à. Nghèo. Dạ, nói chuyện em là sư tử đi, anh làm mèo được. Nghèo. Dạ. Không. Không sao hết trơn á. Ừ. Em chấp nhận hết á. Em thương mà em chấp nhận hết. Ồ, anh thương mau. Đừng có luôn mà đâu. Anh nhớ đúng rồi đó anh, mình quen nhau cũng 3 ngày rồi đúng không? Mình cũng tìm hiểu nhiều rồi nên là hay là mình cưới luôn đi. Em thấy không có gấp gì hết trơn, 3 ngày vậy chứ không phải mới đây đâu. Không có mở cái mã đâu mà 3 ngày. Anh thật sự mất dạ ơi. Đâu? Mày bị đánh gì vậy? Vậy? Nói chuyện với trai vậy? Dạ đúng rồi anh. Bạn ta chào ông qua cứ sống nghe ngủ. Anh nghe nhạc, anh nghe nhạc, anh nôn không anh? Thì trời có em kề bên, cái bên cài bên. Nôn mới nôn. Nghe vô nói nghe. Bên này em bằng lòng thì anh bước qua. Bước qua, bước qua. Dọc đường nào tìm về tìm em khó quá. Bên nôn, bên nôn, bên nôn chuối. Chị bé ơi, em đừng đi đâu mình nên. Mình
đánh với mà nhau nói, đi cuộc tình nó phải đeo cái này cho ba ba anh đã chơi cô chính ra thì tao sẽ lo sẽ lo sẽ lo giờ từ mình là nhất danh đầu danh đầu danh đầu cảm ơn anh gì ông nói à thương anh tháng xuân này chỉ dành cho em tình thương đó là tình phú hê cả cuộc đời này không ơi tôi ông mong càng cày tôi ông con thì càng lớn chào ơi hỏi chào quá trời rồi anh cứ nói chuyện đi anh nói chuyện ngay chút xíu ngồi anh cầm á ai nói gì ông nội tao căm họng cũng quánh tao nữa tại vì em thương đâu cha mẹ em đặt đó mà chứ không phải là ép buộc gì hết trơn á hai thôi bà nội á nội á thương giúp. Là giúp hết dạ với lại anh nhà anh cũng dằn mà đúng rồi cái quên dằn qua dãy qua cho ăn chuối dạ. Qua đây lẹ lẹ đi ăn chuối nè anh không đây là ba ngày ăn ba ngày không chứ có gì đâu anh nó nghèo cũng không phải mà chuyện gì trần mấy nhóc ác giỡn chứ có phải gì đâu đó cho mày cái tính thằng này mà chống sống trong phim cũng quá tập hai má coi tôi như cái đầu banh như vậy cái gì anh nói cái gì cơ cái gì anh yêu em à trời ơi em cũng yêu anh mà mày thấy cái đầu đít chưa mình giờ nó đít nó tập game chuối nè chuối tay chuối ta nè chuối nè má anh đút chuối cho em nha đó đúng rồi trời rồi nó bút ra đúng rồi nó bút ra đúng vô vậy đúng rồi kìa đúng rồi gì quá mấy chuyện mất dạy chứ tao mới tao dạy chuyện gửi mấy chuyện mới nghe vậy đó mình sợ nói chuyện bả lố nó rồi chứ dạ. Ê có khi nào gửi nó hỏi ăn gì không nó ăn chuối trời ơi trời ba ba ăn chuối không chuối mới ăn chuối mà hôn cái đó chết luôn hỏi rồi coi nó có yêu tình gì tắt lát kìa kìa chắc giờ buồn hay là anh do you love me đó quá nhỏ dạ sơi ca cũng yêu bê ca nữa sơi ca là gì đó sơi ca giọng đó sơi ca là cặc thị dạ bê ca cũng yêu sơi ca ghê chờ bữa ăn thì vú ca đó À, em yêu Seika nha. Dạ em được bóp rồi. Nếu Suka bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì làm Seiko sẽ bỏ ra một bên. Anh đi ba lên nét đi. Để bằng nét em mặc sáng lắm. Rồi soi sáng nha chị ca để. À bữa nay mặc sáng như trời. Sáng chó. Hứng hứng nắng vào. Chào. Cố rồi bữa nay mới tới. Bữa nay em tạo sáng gặn quá. Có tình đeo mới sáng. Có tình đeo sáng này. Nhìn rồi vô. Trời ơi, trời ơi. Cô làm chục cái chắc như thế này quá. Nó lên mua chị đưa ông nào biết. Nó nhỏ hơn, nó khẽ thôi. Nó khẽ từ duyên à. Anh nói khẽ thôi, cái đít anh nói gì vậy. Trời, khen sợ thẳng. Trời. Nhìn cái đầu của mình. Một tô. Đít một thùng. Anh ơi. Mà cả như gì vậy trời. Cái đầu như cái đít. Không? Rồi mày vốn thằng bến cái coi mày làm gì hoài vậy? Xét chào bá. Không. Cái gì chứ nó chị em hả? Chạy đi ra bên kia nó chị. Đi ra. Nhà tao đuổi. Dạ em ơi. Rồi chỗ tao nói chuyện. Nhiên ơi. Đây nghe chung chó. Mày ở đây đi. Ủa tao này làm gì tao? Mày nói chuyện đi. Mày nói chuyện đó vợ bà. Trời. Mày biết mày đi. Mày ở đây đi. Mày ở biết gì đâu. Ra đây là cứ như là con chó vậy. Đúng rồi mày phải tiếp chuyện với chó chứ. Ủa mày không? Tao không mày đi về chứ không ở đây làm gì hỏi là chút quay hồi nãy nó chuyện gậy rồi chuyện gậy nó quay gì nữa quay tay á dạ không nghĩ bữa cũng không sao anh dạ mấy anh cũng có nói gì đâu nghĩ bữa nó dẫn đi thăm con rít đi mày lộn ngôn mày mất dạy vậy phải anh nội biết chuyện dài không rít khùng chuyện gì hỏi nó đi chuyện dài với ai Nobita thầm mèo Suka lấy quà hồng tặng cho nó cho em dạ ô nói chuyện xem dạ em là con mấy con anh là con giống lên lưng lên lên từ giờ đây chưa xin thì với gần giáp nghĩa bò lên thôi tao cũng lại rồi bò lên lớp gì dạ
Dạ, cái gà. Anh nghe không? Có chó. Đây là ăn thức của mình. Nhớ. Nhớ nhớ không phải cái gì nhau. Nhớ. Chút mới. Nhớ chút mới. Thế ăn liền. Dạ. Dạ. Dạ cái gà. Dạ nghe ăn cái gì tối mình hỏi nhau. Dạ. Em sẽ canh anh ngủ. Được. Anh thằng ngon mà trời. Bác sẽ chạy đi ngộ. Nếu anh ngủ rồi em cho anh liếm lông. Đọc miếng cồn, miếng cồn. Đọc miếng cồn, miếng cồn. Anh sẽ chạy anh ngộ. Anh sẽ chạy anh ngộ. Trời ông nội, nghĩ gì đâu móng quá quá. Bây giờ tôi nói cùm 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 cùm. Chắc là anh xinh nhanh lắm. Dạ. Trời là trời. Dạ, anh. Insta nhanh chị gọi cho mình chắc là ngủ. Dạ. 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 Nói đâu vậy xin. Bà cố dạ. Chị nói đâu nổi. Dạ. Dĩa không Hà Nội đúng không? Ở gần đây thôi anh. Hà Nội to lắm, ở đâu mới được. Muốn thăm là chạy qua thăm liền. Chặt vợ chồng cậu anh Phú không? Ai? Không gặp. Ai chắc chắn chắc chắn 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 hồng á. Ví dụ như mình muốn sủn thì sủn liền. Sủn lấy gì bà nội? Sủn là cái lan nó sủn. Cái câu đó mốt đừng có nói nữa, khùng điên nó hoài. Nói chuyện gì đâu. Đó, cái đầu đứt nó nói chuyện gì. đúng là người không có tình yêu. Ông nội là cái đầu cái bếp, cái đất, cái ông nội cái đầu cái đường mương kìa. Sẽ cho một đường kìa. Rồi, mấy giờ mình đi quay đi. Thôi, đi quay rồi. Nãy là cho mày hai bàn cho mấy đầu. Thôi mày đang tiếp nó chị tiếp đi mày. Hai con chó. Hai. Cái thằng kia cho con chó kìa. Mốt thằng, không có thằng được. Mà qua anh nữa mày uống mấy nước trà đây. Mày có mấy tóc giờ hình cái hình. Dạ, tôi ăn trước. Sao không ở đây coi. Sao cái đít mà chỉ vào mặt mình kì vậy. Hồi nãy nó nói gì coi. Nãy tao bỏ qua rồi nhắc lại. Vui lắm này, vui quá trời quá đó. Mình bởi vì có tình yêu rồi mới vui đó. Rồi ta chờ cũng vô duyên vậy. Tao ta nói anh em ta nói khi tình yêu đến. Bú hoàng bú hoàng bú lại nè. Mặt vàng gì vậy? Có quay không? Không. Quay quay đi về chứ ngồi đây làm gì? Ở đâu quay? Dạ, về đi. Tôi kêu ở đây làm gì cho con chó. Tôi kêu ra đây đang chuẩn bị quay, ai ngờ mấy anh không quay kìa. Quay mà nghe có quay đi quay. Để tôi chừa sức lại tối nay con với nhau. Ông hai mấy cù cá nhân à. Đúng đồng, đúng cù gì. Đúng nách. Có mắt chưa? Chỉ tắt mà. Đúng gì nào mới xong. Cạo đầu này sao nhanh. Bà này bà nói chuyện như đúng rồi. Ba ngày cứ. Thì hai đứa em nghĩ là yêu nhau 3 ngày đó. Giống như là giống như là bảo cứ mã cứ đó trên đám ma. Để sao? Để chú mưa đó, chú mưa cái cỡ luôn đó. Để chú mưa nữa này, chú ngục. Chú mưa hai tay hả? Chú mưa xong rồi đã có cỡ luôn đó. Bảo quen ba tới nay ba hay chịu quen mới 3 ngày mới kêu đám cưới rồi. Ảnh đòi đó. Rồi về đây mày. Dạ hả? Thôi ở đây đi, hai đứa tự. Vậy bữa nay không quay hả? Ừ. Quay đây, mày bữa nay mày dễ dễ còn tinh thần nữa đâu quay. Ừ. Tôi làm gì tôi không tinh thần. Anh vui vẻ nè, anh vui vẻ bình thường. Ba này chuyện nhỏ, điện cái có liền, nói chuyện liền giờ. Cái mặt kìa, không còn nữa. Điện đi. Điện đi. Thích thì điện. Điện đi, nói chuyện chơi. Mày điện cắm cà máu. Thế sao anh? Mọi người. À, nó thằng đó như cái đuôi mắt hay gì á. Trời đuôi chứ trời. Đuôi mù gì. Trời giỡn hoài. Trời. Thứ ba đứa đó. Trời, anh biết ai cũng muốn không? Trời, muốn gì? Hả? Muốn gì? Bà tới lắm anh gì mà muốn gì. Ghê thiệt, cứ cứu luôn ghê thiệt. Cũng lâu rồi mà, quen cũng 3 ngày chứ rỗi gì đâu. Ờ, 3 ngày. 18 tuổi cũng nên tuổi cho con lập vợ lẽ chồng gì đó. Đó rồi. Tới rồi. Tới nay rồi. Tết rồi, tới ngày rồi. Bà tới bà tới hôm nay gọi thấy gì rồi. Với lại biết sao không? Đúng gu. Gu. Gu gì? Gu sĩ à. Đúng gu mình. Ghê. Ghê. Em thôi. Không quay đi về quên.
Ngồi đây cho con chó như con công. Ừ, không quay nữa, không biết gì rồi. Em muốn tranh thủ nghỉ ngơi, tối con thanh nhau ngủ. Con nhổ đêm 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 lòng. Đêm lòng cái gì? Ngộ ghê. Đêm mắt chứ đêm gì? Tại cái gì nha. Cái điện, điện ghi thịt bột, thịt khai xong cái đây cái đuổi. Gì bạn giỏi nha. Cảm ơn. Tại vì em tưởng bữa nay có quay. Tao là F0 nè. Sớm nha. Rồi giờ cách ly trước đi, em cách ly sau. Bye anh. Cảm ơn. Đừng đi chơi bài dù kiểu đó. Tao không ngon, ít gì đó. Ngộ trời. Rồi đi về quê. Dạ. Bye. Coi kìa. Cảm ơn nha. Bye. Cảm ơn. Về mới tạc. Ngất hết. Dạ. Cấp ngư là hoàng. Chảy cô hồn. Ôi là trời chả muốn đó. Bye anh. Để anh mai dòng thứ đó. Nói tao hẹn giao đó. Không đâu, không ai biết dòng giao. Tao bộn vô. Mơ, bye. See you again. Bye. Chịu duyên quá à. Tới về. Dạ. Để việc bột việc khai ra đây không? Kêu đuổi tôi về. Okay. Em mới gọi đó, tưởng không có quay mà. Để sao nãy không hả em điện đâu. Anh biết không? Đưa về. Dạ. Rồi. Bye anh. Mơ. Cảm giờ rồi các bạn ơi. Rồi. Ông về rồi. À, trên chưa gì mà mặt xanh lè vậy. Mặt em biết sao em mà nói chuyện thôi mà. Mày nói gì mặt như lỗ đít. Mày nói gì như mày nói gì, mày nói gì nè, à, mày nói cái gì cho mà sao cái mặt như cái đầu mình vậy. Mày nói gì che đầu là... còn nói nữa. Anh mình nói gì cho lịch sự á. Nói về bữa nó cạo đầu luôn vậy. Đi ra ăn bánh thấy sư. Con mỗi bự đi gỡ vậy đi để hôm công lỗ đít hẹn. À đưa lỗ đít cho ngài. Nobita đưa cái lỗ đít cho mày mượn kia đó hả? Ôi là trời, nó chạy nơi đây có lỗ đít xuất hiện. Vui không? Lít tình bé. Đây đâu vậy? Cái đâu vậy nè? Che nè, bạn còn đó không? Cho mình coi cái đít chút xíu đi. Này coi đít đi. Ở đây cho anh nhỏ quéo quéo á. Anh dặn luôn cái gì rồi? Để dặn mình. Bây giờ mình sẽ tút leo đây các bạn. Dặn thì dặn mai cũng ra. Ai mà mày coi clip này được mày đừng chửi mấy trận. Anh nghĩ là bắt đăng ký nhớ like và comment để cho tụi mình làm nha các bạn. Bye bye mọi người nha.